Vinh, anh Nam nghe nha mọi người, nghe cái chủ đề này. Nó liên quan đến vấn đề diện tích là một cái vấn đề cực kỳ nhạy cảm và quan trọng. Đây, em với anh Trung hôm qua vừa phải xử lý một cái vụ việc liên quan đến việc đâm ra ấy. Cháu nói, chú nói với cháu này như này này. Khi đi đo diện tích ấy, bản thân cháu là cái người mà đã biết quy trình đúng không? Đã biết cách đo, mà cái việc mà mình làm sao đo để nó ra kết quả, mà nó ra cái mình rút ngắn thời gian nhanh nhất. Cái ông tỷ phú Phạm Nhật Vượng, cái ông Jack Ma, cái ông Bill Gates, cái ông Tổng thống Mỹ thì cũng chỉ một ngày có 24 tiếng thôi. Đúng không? Cái thằng quét rác nó cũng chỉ một ngày có 24 tiếng. Thế tại sao nó lại sinh ra những thằng gọi là giàu và nghèo? Tại sao nó sinh ra những người quét rác? Và tại sao nó sinh ra những cái thằng mà tỷ phú mà những thằng lại chẳng có đồng nào? Vì đơn giản là ông có tận dụng 24 giờ để tốt hay không thôi. Đúng không? Còn ông trời công bằng mà cho mỗi người 24 giờ trên một ngày mà. Thì cái câu chuyện là đấy. Cháu này ví dụ với cháu là gì? Mỗi xuống đo đất mà ra kết quả đấy một 3 lần xuống. Thì cháu, chú cũng không hiểu cháu là mà hôm trước chú đã nói với cháu rồi. Cháu đo cái diện tích đi. Thì đo diện tích thì tất nhiên mình xuống thì mình phải có thước mình mới đo chứ. Ông đo bằng mồm à? Ông đo bằng bước chân à? Ông đo bằng gang tay à? Thì cái đấy mình phải chủ động, khi đi thì mình phải cầm theo chứ. Đúng không? Bây giờ lại còn dặn mà ôi cháu xuống đấy thì cháu phải cầm thước theo thì tôi đi dặn ông suốt ngày. Đúng không? Cái đấy là mình phải nhảy số được. Cái thứ hai là về vấn đề đo nào. Bây giờ một cái chủ đề rất hay này. Là bây giờ đo thì mình phải xác định được cái kích thước các cạnh, nó trên sổ nó có rồi thì mình phải đo kích thước các cạnh. Đúng không? Xem là sau đó mình đưa ra một cái tin nhắn hoặc một cái bảng so sánh trên sổ nó thế này, thực tế nó thế này, cạnh này trên sổ nó thế này, cạnh kia là trên sổ nó thế này và diện tích thực tế nó thế này, tổng diện tích trên sổ nó thế này và tổng diện tích thực tế nó thế này. Đúng không? Đấy là một cái khâu mà tối quan trọng. Vì bên mình đã dính một số vụ là gì, ngày xưa là thực ra là đã có quy trình rồi nhưng mọi người thực hiện không đúng quy trình, đâm ra là bây giờ là có những cái vấn đề rất là đau đầu đấy. Đâm ra cái khâu đấy là cái khâu cực kỳ quan trọng để mà ra được vấn đề. Còn khảo sát cũng vậy thôi. Khảo sát thì đã có quy trình rồi thì cứ thế mà khảo sát, là cứ phải nói nhiều, nhắc nhiều. Đâm ra là kể cả bây giờ cái đi mua nhà thế thôi, cái diện tích là tại sao nó có sự xê dịch, nó có những cái việc mà theo thời gian nó biến đổi. Hay ví dụ như là hôm qua ấy, là cái kết quả của cái việc ấy là cái nhà đấy nó đã xây như thế, nhưng 2 năm vừa rồi ấy là ở cái khu vực đấy, anh hiểu không, nó áp cái bản đồ địa chính mới ở cái phường đấy, ở cái khu vực đấy nó áp cái bản đồ địa chính. Thế là tôi cứ đo theo là hiện trạng nhà ông có như nào thì tôi đo như thế. Bây giờ nó thay phôi, trước giờ nó không phôi, bây giờ nó lại như này này anh. Bây giờ nó thay phôi nhá. Ok, nó hết trang 4 rồi, nó thay phôi. Nó phải về diện tích thực tế là bây giờ nó đo được như nào, nó sẽ ra sổ như thế. Nhưng nó có rất nhiều yếu tố là nó bất lợi, là một là cái khu vực đấy nó đã bản đồ địa chính nó đã áp và diện tích số thửa, số tờ bản đồ và số thửa nhà ông bây giờ diện tích chỉ còn như thế thôi. Đấy là một cái cơ sở nhá. Cái cơ sở thứ hai nữa là cái gì? Tức là khi bản thân cái thằng mà đo đạc nó tới thì cái người mà con bé hôm qua nó cũng không biết là mức giới của nó là xây là bớt đất, là đất của tôi vẫn từ vị trí này đến vị trí này. Em bảo luôn là thế sao em khi mà em không biết, em là người mới mua, tại sao là em không gọi những người biết mà bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột? Thì đáng nhẽ là em phải gọi bạn phải gọi trước những người mà biết tới là chỉ cho nó là từ đâu đến đâu đến đâu. May nó còn chưa lên hệ thống, may nó còn chưa trình, may nó còn chưa đóng dấu chứ. Bây giờ nó đóng dấu rồi nó lên hệ thống rồi bố ông có thể sửa được. Đấy, đâm ra là những cái vấn đề mà hết sức lưu ý về cái phần diện tích thực tế và cái diện tích mà thực
diện tích thực tế với diện tích trên sổ. Một cái bài học kinh nghiệm gọi là coi đó, nói trước có quyền sau. Nó hết cái đầu. Hôm qua anh vẫn còn vẽ